cho mọi người thấy một bất ngờ, một em cúc chấm thì nó trùng để một cái mẹ cương đợt này chúng bẫy một cách khác, là có nghĩa là vẫn theo bẫy theo kiểu như những anh em bẫy bằng cung lưới tấp luôn. Anh em nhiều bẫy thì rải rộng hơn, còn ít bẫy thì rải ít hơn. Cái mẹt cương hôm nay chúng để là à, thì cái đám mì lúc nào nó cũng có một cái rãnh để cho nước chảy nước thoát á, chúng để chơi vậy thôi, nó về nó đá cương thôi. Em cút trống đây chúng đánh tâm lý là đường nào khi nó ở ngoài đây nó chạy về, nó chạy theo cái đường này thì tất nhiên nó đi tới đây nó sẽ đi vô trong cái tiếng loa, khi tư chưa kịp tới là đã dính vô cái mẹt cương này, tại nó thấy nó trong cái gương nó đá liền. Đó là những con cút nó sung.